Cuối năm 2015, hỏi nhiều người ở Đồng Hới, ai cũng biết về khu phố mại dâm này và chỉ dẫn vanh vách. Để thực hư nội tình ở Macau, chúng tôi được Thắng, một lái xe người địa phương, dẫn đi khảo sát. Thắng nói muốn hiểu rõ phải quốc bộ đi hết các ngõ ngách của Macau thuộc phường Hải Đình. Kinh tế ở đây có vẻ nổi trội hơn nhiều các vùng khác, toàn nhà cao cửa rộng, đầy đủ tiện nghi. Từ đường Quang Trung thuộc quốc lộ 1A ở trung tâm thành phố, chúng tôi rẽ vào khu Macau nằm sát bên và choáng ngợp với các khách sạn, nhà nghỉ, quán karaoke trên các con đường. Thắng nói, ngày cũng như đêm, cả khu này luôn sẵn sàng phục vụ mại dâm khi Thượng Đế có nhu cầu. Ngày thì có chút thưa thớt, nhưng từ khoảng hơn 20 giờ đêm trở đi, ở đây tấp nập chẳng khác gì một khu chợ. Tấp nập xe cộ ra vào, náo nhiệt những tiếng hỏi thăm, ngã giá, chào mời. 20 giờ 40 tối, chúng tôi bắt một chiếc taxi lượn quanh khu Macau để mục kích tình hình. Dù đã có hình dung về nơi này qua lời kể của nhiều người, nhưng tận tai mắt thực tế, chúng tôi vẫn bị ngợp bởi sự nhộn nhịp. Từ đầu đường Nguyễn Bình Khiêm đi tới, dù ngồi trên xe, chúng tôi vẫn nhận diện rất rõ ràng trước những khoảng sân mà thực chất là lề đường bị lấn chiếm lồm nhổm kẻ đứng, người ngồi. Nhiều cô gái bán dâm đi lại lộn xộn, khách làng chơi nhộn nhịp ra vào, cười nói rôm rả. Xe chúng tôi lướt đến, hai bên đường xuất hiện những cánh tay vẫy, tiếng ý ới gọi mời. Đây anh ơi, vô đây anh ơi, vô vui vẻ tí, đây đây. Trước cửa mỗi nhà nghỉ, chủ có, người giúp việc có, thêm 3-4 cô gái ăn mặc tiết kiệm vải cũn cỡn, phấn son lè loẹt. Không khó để nhận diện rằng họ là gái mại dâm, kẻ đứng, người ngồi túm tụm nhau trên cả chục địa điểm gắn biển nhà nghỉ, nằm san sát trên đường này như dính liền nhau. Quang cảnh thật náo nhiệt, thỉnh thoảng nhân viên chửi tục vì gặp phải những vị khách khó tính, hỏi giá cả nhưng rồi bỏ đi, hoặc các nhà tranh giành khách của nhau. Chúng tôi cứ đi lòng vòng quanh khu Macau mà không vào vui vẻ như các thượng đế bình thường. Anh tài xế taxi thấy lạ hỏi, sao các anh không vào chơi? Bọn tôi mới đến đây lần đầu, phải nghe ngóng giá cả, bị chém thì oan, mà cũng ngắm chỗ an toàn, chứ đang phê công an ập vào bắt thì toi. Chúng tôi tỏ vẻ lạ lẫm. Nhận diện được khách lạ, tài xế tuôn một tràng. Ôi trời, các anh cứ lo, em chở khách vào đây lâu nay, có bao giờ thấy công an kiểm tra gì đâu. Chắc chủ nhà nghỉ chạy trước, lo sau hết rồi, biết sao được nữa. Còn các anh muốn kín đáo thì em chở vào. Cứ yên tâm, đi nhanh 3 xị rưỡi, còn qua đêm thì giờ hơi sớm, gấp 3-4 lần tiền đi nhanh. Chúng tôi lờ đi. Thôi, để bọn tôi tự chọn, chả dám tin ông. Như không thể công khai hơn, đó là khẳng định của chúng tôi sau nhiều lần xâm nhập vào thực tế hoạt động mại dâm, vi phạm nghiêm trọng pháp luật tại các cơ sở dưới vỏ bọc gắn mác nhà nghỉ này. Mệt mỏi với kiểu treo kéo thái quá, chúng tôi ghé vào nhà nghỉ ngờ rờ trên đường Nguyễn Bình Khiêm có vẻ trầm hơn. Bà chủ khoảng 45 tuổi ngồi trước cửa đon đả đón khách. Bên trong hai nhân viên nam nữ cũng chạy đến hỏi chúng tôi đi mấy người rồi khoe có nhiều em trẻ đẹp và nhiệt tình. Chúng tôi hỏi thuê phòng để nghỉ lại, nhân viên nói giá 200.000 đồng một phòng, rồi đưa chìa khóa mà không cần bất cứ giấy tờ tùy thân nào. Ngay lập tức, bà chủ, các nhân viên hỏi chúng tôi có cần em út liền không? Khách đồng ý, hỏi giá cả, được trả lời. Giá chung ở khu vực này là 250.000 đồng, mỗi lần vui vẻ, nếu qua đêm thì 500-600.000 đồng mỗi người. Bà chủ nói chúng tôi ngồi đợi, dù bốc máy điện thoại gọi các em đến. Khách đến bao nhiêu cũng đủ em út phục vụ, bà chủ khẳng định. Chỉ 5 phút sau, 1, 2 rồi 4 cô gái được xe ôm chở đến. Các cô với vóc dáng, kiểu tóc, ăn mặc khác nhau, nhưng đặc điểm chung là rất hở hang, ngồi một hàng ở tấm phản để khách lựa. Bà chủ nhiệt tình, các em cứ chọn thoải mái, không ưng thì chị gọi em khác. Chủ và nhân viên cũng nhìn trước nhìn sau mỗi khi có khách vào để nhằm cảnh giác. Thấy khách lo ngại, nếu đang hành sự mà công an ập vào bắt, chủ trấn an. Các em yên tâm, đã lo hết rồi, không ai kiểm tra đâu. Nếu có thì mọi người đều biết trước. Mỗi cô gái dẫn từng khách lên các phòng khác nhau. Khi vui vẻ xong thì khách xuống quầy trả tiền cho chủ. Với giá 250.000 một lần tàu nhanh thì em út chỉ được 100.000. 100.000 chủ lấy và 50.000 tiền phòng.
Nếu qua đêm thì mỗi em được 300 đến 400 nghìn đồng. Đi vào các nhà nghỉ, khách sạn khác, chúng tôi cũng được chào mời, được cho chọn các em rồi thỏa thuận vui vẻ. Ai không ưng thì ngồi chơi, đi nơi khác. Lang thang khắp Macau suốt buổi tối, gần 0 giờ chúng tôi mệt lả về phòng tại nhà nghỉ NGR đã thuê từ trước. Từ tầng 4 nhìn ra đường hướng về các nhà nghỉ khác, thấy vắng khách dần, các cô gái cũng rùng rằng đi khỏi. Đến 1 giờ, khách đi tàu nhanh hầu như vắng, tuy nhiên cũng có không ít người thuê phòng vui vẻ qua đêm. Đó là con số trung bình mà mỗi cô gái ở đây đi khách cả ngày lẫn đêm. Cô gái tên là Hạ, trú tại huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình cho biết đã làm ở đây được 2 năm. Mỗi ngày tiếp từ 10 đến 15 khách. Ngày nào mệt quá thì nghỉ. Cao điểm của hoạt động mại dâm là vào mùa hè khi khách du lịch về đông. Một cô gái có thể chạy xô 20 lượt mỗi ngày. Hạ cho biết vì thế các em ở đây chảnh lắm, thiếu sự nhiệt tình. Đêm hôm sau, chúng tôi cuốc bộ đến nhà nghỉ Hoa Phở, phía bên kia đường cách nhà nghỉ NGR không xa. Cơ sở này có thể làm ăn rầm rộ, hút hàng nhất ở Macau khi khách khứa em út vào nhộn nhịp. Có hai em đi khách vừa xong, đến lễ tân nhận tiền. Hai cô gái đứng trước cửa chuẩn bị lên phòng vì những vị khách đang chờ. Gã nhân viên tên Quyết có biệt danh Quyết Marco thoăn thoắt gọi khách vào ghế ngồi chờ. Tíu tít bấm điện thoại, điều em út đến cho khách chọn lựa. Ở khu Macau, mại dâm có lịch sử từ khi Đồng Hới còn là thị xã, khi kinh tế còn kém phát triển. Với lợi thế gần biển Nhật Lệ, nằm ở trung tâm và sát quốc lộ 1A, khách vãng lai qua lại nhiều. Một số hộ dân bắt đầu kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, các dịch vụ vui chơi, giải trí, cà phê, karaoke, massage. Và xuất phát từ nhu cầu tìm của lạ, cánh đàn ông mà dần dần các chủ quán tổ chức hoạt động mua bán dâm. Hàng chục nhà nghỉ, khách sạn cho khách và gái hành sự ở địa điểm kinh doanh của mình. Lợi nhuận từ kinh doanh xác thịt ngày càng cao, nhiều nhà đua nhau dẫn dắt lôi kéo các cô gái từ ngoại tỉnh, các huyện trong tỉnh về phục vụ khách có nhu cầu. Đồng Hới, thành phố trẻ nằm trên đường Thiên Lý Bắc Nam đang phát triển mạnh mẽ. Ngành du lịch đang ăn nên làm ra nên thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Để giữ chân, lưu lại kỷ niệm cho du khách nhiều nơi tổ chức hoạt động mại dâm, nhiều khách du lịch vừa bước chân khỏi khách sạn nhà nghỉ đã được cánh xe ôm chèo kéo dẫn đi vui vẻ. Một bộ phận lớn xe ôm ở đây kiêm luôn cò môi giới mại dâm. Đa phần em út ở đây ban ngày phục vụ các nhà hàng quán ăn quanh bờ biển Nhật Lệ. Một số nhà hàng vẫn tổ chức cho mua bán dâm bên trong, tuy nhiên rất kín đáo. Thông thường, khách muốn vui vẻ được ở đây phải có sự hướng dẫn, giới thiệu của cánh xe ôm, tài xế taxi hoặc phải là khách quen. Các chủ có sự cảnh giác rất cao. Khi có khách, các cô gái được điều động sang khu vực Macau. Ban đầu, một số nhà nghỉ nuôi gái, nhưng do các ngành chức năng siết chặt nên gái chỉ để lại số điện thoại. Và nếu có nhu cầu, chủ nhà nghỉ sẽ gọi điện và xe ôm, taxi đưa đến. Đó là cách phổ biến để các chủ qua mặt đối phó với lực lượng chức năng với lý do họ yêu nhau rồi thuê phòng, chúng tôi làm sao biết họ làm gì? Có phải gái bán dâm không? Việc kinh doanh gái mại dâm được xem là siêu lợi nhuận của các chủ nhà nghỉ, khách sạn. Một gái bán dâm mỗi lần đi khách chỉ được 100.000 đồng, còn lại chủ nhận lấy tiền phòng, chia hoa hồng cho tài xế xe ôm, taxi. Cơ quan chức năng đã nhiều lần triệt phá các ổ mại dâm ở Macau. Cuối năm 2011, Công an tỉnh khởi tố bắt 5 đối tượng chuyên bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của các chủ khách sạn, nhà nghỉ và gái mại dâm gồm Phạm Hồng Ý, sinh năm 1988, trú tại Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh. Phan Đình, sinh năm 1989, trú tại Đức Ninh, thành phố Đồng Hới. Nguyễn Ngọc Thiền, sinh năm 1989, trú xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh. Mai Hùng, sinh năm 1987 và Đào Thanh Hải Nam, sinh năm 1990, cùng trú tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới. Nhận thấy khu Macau nóng về mại dâm, chúng đã tự áp giá thu tiền đối với chủ nhà nghỉ, khách sạn và gái mại dâm với giá 30.000 đồng một lượt đi khách. Bình quân mỗi đêm nhóm đối tượng này thu được 1 đến 1,5 triệu đồng. Cơ quan chức năng cũng từng giải cứu một số phụ nữ bị bắt và ép hành nghề mại dâm. Tháng 5 năm 2013, Công an thành phố Đồng Hới phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình bắt giữ các đối tượng Nguyễn Thị Hải Lý, sinh năm 1971, trú tại phường Hải Thành, Nguyễn Thị Thảo, sinh năm 1988, em gái Lý, và Ngô Anh Quảng, sinh năm 1993, trú tại Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới.
Ngày 14 tháng 4 năm 2013, các đối tượng này đã bắt, ép buộc em Cao Thị L, 16 tuổi, trú tại huyện Minh Hóa, bán dâm ở khu Ma Cao, sau đó bán cho các chủ khác. Quý vị và các bạn thân mến, và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo.